Ngày 18 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Tùng, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương, viết tắt công ty Dầu khí Thái Bình Dương, để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo điều tra ban đầu, công ty Dầu khí Thái Bình Dương được thành lập năm 2019 và ông Tùng là người đại diện theo pháp luật. Công ty này có vốn điều lệ 500 triệu đồng trong đó ông Tùng chiếm 25%, bà Nguyễn Thị Trinh, vợ ông Tùng, chiếm 25%. Ngày 9 tháng 10 năm 2019, công ty dầu khí Thái Bình Dương bán cổ phần cho công ty Airwater In, ông Murakimi Masata là người đại diện ủy quyền, cổ đông gồm, công ty Y chiếm 51%, ông Tùng, chiếm 48,94%. Bà Trinh, chiếm 0,06%. Ông Nguyễn Thanh Tùng là người đại diện theo pháp luật từ ngày 26 tháng 6 năm 2020 đến ngày 30 tháng 12 năm 2020, ông Tùng đã duyệt ký tạm ứng cho bản thân với tổng số tiền 60 tỷ đồng. Khi tạm ứng, ông Tùng chỉ có phiếu đề nghị tạm ứng, không cung cấp các hồ sơ, tài liệu thể hiện mục đích tạm ứng. Cơ quan điều tra xác định, ông Tùng không sử dụng số tiền tạm ứng này vào mục đích kinh doanh của công ty mà dùng để trả nợ tiền vay, góp vốn đầu tư hoàn ứng cho công ty khác và gây thiệt hại 878 triệu đồng.